Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em với Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà phố rất là đẹp, tọa lạc trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích ngang 4m, độ dài 14m, thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Đây là một trệt và ba lầu nha quý vị. Đây là mặt tiền, mặt chính của căn nhà chúng ta. Căn nhà thiết kế với không gian đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, ba phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và bốn phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc và đây là một căn nhà hẻm một xẹt của trục đường Quang Trung. Hẻm một xẹt rất là gần với trục đường chính đường Quang Trung nha quý vị. Cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung chưa tới 50m. Hẻm nhựa, an ninh, hẻm cụt và con hẻm trước nhà tới 5m. Thắng một trục là vào tới căn nhà mình luôn. Một căn nhà xây mới 100%, sổ hồng hoàn công năm 2023. Giấy tờ rõ ràng, quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và nhà mình cách hẻm cuối cùng, hẻm cụt là ba căn nhà nha quý vị. Hẻm này hẻm cụt an ninh, một trục thẳng từ trục đường Quang Trung vào và rất là gần với siêu thị Ấn Mãi cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Đông Tây. Hãng Mercedes-Benz, di chuyển đi lại thuận tiện, di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút thôi và đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 30 phút đi xe máy nha quý vị. Chúng ta đang đứng bên ngoài mặt tiền mặt chính căn nhà và chúng ta sẽ cùng em đi Hùng vào bên trong căn nhà phố ngang 4m, độ dài 14 này nha quý vị. Căn nhà này thì được xây với lớp cổng cửa cuốn bên ngoài, một lớp cửa nhôm bên trong. Bên trong đây thì gia chủ thiết kế cầu thang ở cuối nhà thì quý vị sẽ có chỗ đậu xe hơi này bên ngoài. Đậu được một chiếc xe hơi 4 đến 7 chỗ nha và quý vị còn đậu thêm được vài chiếc xe máy nữa. Bên trong khu vực gara xe hơi sẽ là không gian của phòng tiếp khách và cuối nhà sẽ là khu vực bếp và cầu thang. Phòng khách nằm phía trong khu vực gara xe này. Chúng ta thấy có sofa, tủ kệ tivi. Phía trong khu vực không gian phòng khách sẽ là bếp với bàn ăn 6 ghế, tủ rượu, tủ bếp, khu vực để tủ lạnh hai cánh và tủ bếp đóng đụng trần, có bếp âm, máy hút mùi. Cuối nhà thì quý vị sẽ có sân sau, vệ sinh và giếng trời. Đây là khu vực sân sau cuối nhà này. Và quý vị sẽ có vệ sinh ở cuối nhà ở đây. Phòng vệ sinh thì có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen trong đây nha quý vị. Đây, chúng ta mở ra. Đây, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh ở đây với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và đây là Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài này. Ngang 4, độ dài 14m, full nội thất, 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ master kết hợp với phòng tắm xông hơi, thư giãn, tắm nằm và 4 phòng vệ sinh cũng như là phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước và sau. Căn nhà hướng Tây Bắc nhé, rất là đẹp. Cầu thang ở cuối nhà này. Thì khu vực cầu thang này có đèn LED đi lên trên nhé. Với giá bán chỉ hơn 8 tỷ một tí xíu thôi, quý vị sẽ sở hữu ngay được một căn nhà một xẹt Quang Trung. Ngang 4, độ dài 14m, một trục thẳng vào. Bên trong căn nhà mình luôn, xe hơi vào tận nhà và đậu trong nhà. Và di chuyển lên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có bàn đọc sách, bàn ngồi xem phim, tủ áo, tủ kệ tivi, giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, cửa sổ và cửa ra ban công, có tủ áo âm tường, có quạt trần và có khu vực gắn máy lạnh, cũng như là có vệ sinh tắm nằm bên trong, bao gồm xông hơi, khô và ướt và tắm nằm. Khu vực vệ sinh ở đây thì quý vị để ý thấy này, sẽ có bồn tắm nằm, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen. Kế bên đây thì quý vị sẽ có phòng xông hơi khô đá nóng và xông hơi ướt và khu vực vệ sinh. Giá bán của căn nhà này thì đang được bên Hùng chào bán là 8 tỷ 600 triệu đồng, còn bớt thêm với anh chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Quý vị quan tâm đến căn nhà phố một xẹt ngang 4, độ dài 14m, sát trục đường Quang Trung, ngay kề bên hãng Mercedes-Benz, kề bên nhà thờ và chợ Hạnh Đông Tây này, thì hãy alo trực tiếp cho nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% nhé. Và rất nhiều sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Quý vị quan tâm thì hãy đăng ký kênh YouTube của Huy Hùng là nhà đất Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như quý vị có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook fanpage nhà đất Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 để chúng ta xem và tham khảo nhiều những mẫu mã nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Và tiếp tục lên bên trên đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 2 và số 3, cũng là hai phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Phòng ngủ số 2 và số 3 thì cũng được gia chủ thiết kế full nội thất. Ở đây thì quý vị sẽ có tủ áo, bàn trang điểm, giường ngủ, cửa ra ban công, bàn đọc sách, bàn trang điểm, chăn ga gối nệm, máy lạnh và vệ sinh trong cho từng phòng. Mỗi phòng ngủ thì quý vị sẽ có một cái đèn quạt trần nha quý vị. Khi mà chúng ta không bật máy lạnh
Thì quý vị cũng có thể bật quạt trần, hoặc là chúng ta tiết kiệm điện thì quý vị bật thêm quạt trần nhé, thì nó sẽ nhanh mát hơn rất là nhiều. Và đây là không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ có phòng vệ sinh trong. Và qua phía sau đây, quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Với một căn nhà 3 phòng ngủ này thì quý vị có sử dụng ở khoảng tầm hai vợ chồng hai đứa con thì rất là tuyệt vời, có thêm chiếc xe hơi nữa thì quý vị đậu ở dưới không gian tầng trệt nhé. Tầng trệt thì gia chủ thiết kế 3 công năng, khu vực đậu xe hơi xe máy và phòng khách phòng bếp. Trên lầu thì quý vị sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng ngủ master cho bố mẹ và hai phòng ngủ với vệ sinh riêng dành cho hai đứa con. Và vị trí này thì thuận tiện cho đại gia đình chúng ta có thể vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa, vì vị trí này một sẹt có trục đường quang trung vào thì rất là thoáng mát. Quý vị quan tâm căn này thì hãy alo trực tiếp đến Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem, tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, quý vị sẽ được thương lượng với anh chủ nhà, được giảm giá từ 2 đến 500 triệu đồng một căn và được xem và tham quan rất là nhiều những sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Khu vực sân thượng sau thì quý vị sẽ có khu vực không gian giặt đồ phơi đồ. Và bên ngoài đây thì quý vị sẽ có sân thượng trước này. Sân thượng trước này thì quý vị có thể làm thêm phòng thờ hoặc là quý vị để thoáng như vậy luôn cũng được. Phía đây thì gia chủ có làm vòi nước, có ghế xích đu và có ghế mây. Bốn ghế để cho quý vị ngồi uống trà thư giãn, trồng cây, trồng rau xanh như trên này. Và hướng nhà là hướng Tây Bắc đang phù hợp cho quý vị thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch nhá. Quý vị quan tâm đến căn nhà 8 tỷ hơn một tí xíu này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Huy Hùng còn rất nhiều những sản phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho quý vị đến tham quan và chọn lựa. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video lần sau.